Đây là chậu mai đại lộc nhà tôi. Bữa nay nó vẫn còn nở nè, cho các bạn thấy. Nó có 11, 12 cánh á. À, Tết nó to lắm. À, các bạn thấy không? Cái bông bên này, cây bên này khác à nha. Cây bên này nó khác à. Nó 10 cánh, bông nó bé hơn. Mai bonsai này á, nó không đẹp bằng. Còn bên này to hơn nè, các bạn thấy to hơn nè. Nó to hơn ha, mai đại lộc á. À, tôi lấy giống, bữa nay tôi lấy giống nè các bạn. Tôi lấy giống nè. Bắt đầu lấy giống nha. Lấy giống tôi lấy hạt nè. Hạt của nó đây. Đây là hạt của nó, tôi sẽ lấy cái hạt này. Hạt đen này nè, đó, để tôi gieo. Mà các bạn thấy không, nhưng mà cái hạt đen này khi sau khi mình lấy rồi mà mình gieo xuống á, cái bông của nó sẽ không to y như bông mẹ. Được, chỉ được 60-70% thôi.